Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lâm Minh. Hôm nay mình chia sẻ một cái đề tài thấy ở Việt Nam, người dân Việt Nam mình lên Facebook mình lướt và truyền thông thông tin rồi, ơi mình thấy người dân mình đang xôn xao nao nức đón tổng thống Mỹ rồi, âm âm mà mình thấy rất là vui bởi vì người Việt bên Việt Nam mình gọi là rất là hiếu khách. Đấy. Các bạn thấy khi nói tới Mỹ thì họ hớn hở như lắm, họ rất là hớn hở ở trên mạng. Nhiều người họ cho rằng Mỹ là hàng Việt Nam sẽ đem đến những cái tài sản tiền của đổ vô Việt Nam. Tôi thấy qua cái chuyện mà trên Bosa TV có một người đưa cái link cho tôi xem đó, một anh taxi mà anh ca ngợi thằng Mỹ, anh ca ngợi thằng Mỹ mà tới nỗi tôi thấy tôi nóng lạnh luôn. Nó không có đơn giản gì đâu anh chị các bạn, nói thật sự mà nói, tại vì cái đồng tiền mà cái xã hội Mỹ đời sống nó cao quá đi, khi nó sang Việt Nam thì mình thấy cái gì nó cũng hào nhoáng. Mỹ mà nó làm ăn cái gì cũng vậy, phải có quyền lợi của nó thôi, nó không có quyền lợi của nó đừng có hòng, mà mình không khéo á thì nó hay chơi cái trò nó còn không lợi dụng được nữa đó thì nó bỏ à, nó buông à. Cho nên mình phải khéo léo ngoại giao vậy thôi. Thì tôi tin rằng những nhà lãnh đạo Việt Nam mình họ rất là khéo léo chứ không phải là không, nhưng mà tầm nhìn của người dân của mình á thì mình chưa có hiểu. Cho nên cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam tôi thấy rất là hay, về những cái cách mà họ ngoại giao rất là chiến lược. Bạn thấy đó, họ khẳng định được cái vị thế của Việt Nam của mình. Các bạn thấy những cái tin tức truyền thông của tụi Mỹ và ở nước ngoài đó, có đưa tin hiện nay đó, Mỹ nó rất cần Việt Nam. Tại vì sao? Nó rất cần Việt Nam để là nó gọi là encounter, tức là Trung Quốc, có nghĩa là để gọi là chống Trung Quốc á. Nếu là nói mình nói theo cái nghĩa đen á là sẽ dùng Việt Nam chống Trung Quốc, tại vì thằng Mỹ nó hiểu được cái chiều dài lịch sử và chiến lược của Việt Nam, vị thế của Việt Nam của mình rất là mạnh, các bạn thấy. Cho nên nó qua nó tăng bốc Việt Nam của mình, các bạn thấy không? Ông Biden hôm qua ông tăng bốc Việt Nam mình, nào là cường quốc, một cường quốc ở châu Á, rất là vui, mình cảm thấy nó rất là vui. À, rồi nào là ông tăng bốc cái ông VinFast lên nữa, cái đó cũng hay thôi chứ không có gì. Nhưng mà có nhiều người, các bạn thấy không, họ lầm tưởng thấy ô quá đã VinFast được tổng thống Mỹ gọi là tăng bốc lên rồi, PR đồ quảng cáo một cách rất là ngon ha. Các bạn thấy làm chết chứ mà giỡn đâu. Tại vì sao? Cái người mà họ đi ra, họ đi tìm những cái đầu tư đổ tiền vô cho họ à. Tại sao tội gì không tăng bốc? VinFast đổ đó mấy tỷ đô lần chứ phải ít đâu. Tiền tỷ đô mà. Lời lỗ thì ta không cần biết tụi bay lời lỗ thế nào. À, nhưng mà cứ đổ vô đi. Vậy thôi. Có nhiều người không hiểu, họ phá, họ mê. Các bạn thấy trong vấn đề mà khi Mỹ mà nói tới Việt Nam như vậy đó, cái vấn đề ngoại giao nó chơi sập lắm, nó đi dàn xe máy bay phi cơ rồi dữ dằn lắm, nó làm cái gì mình thấy cũng thấy mê lắm. À, bởi vì các bạn thấy tại sao có những quốc gia mà Mỹ nó từng ngoại giao rất là thân cận, tôi nói như là Iran nè, Iraq nè, Afghanistan nè, ngay cả cái phe mà đối lập mà chống Mỹ một thời gọi là Al Qaeda, Taliban á, là cũng do Mỹ lập ra đó các bạn. Ông Mỹ ông chơi nhiều cái, ông bỏ ngang người ta, khi mà ông không còn lợi dụng nữa được á thì ông bỏ ngang người ta, mà ông còn lợi dụng được á, ui chèn ôi ông tăng bốc lên, ông ca tụng. À, tại vì ông hiểu được những cái tâm lý của những cái quốc gia mà khi mà họ cần cái dòng ngoại tệ và cần cái tiếng nói của họ, của nó thì nó tăng bốc. Thì các bạn biết dân của mình thì làm sao mình hiểu nổi được những cái chiến lược của chính phủ, các bạn nói
các bạn phải tìm hiểu và học hỏi, phải phải mà nghiên cứu trên những cái mà về lĩnh vực chính trị ở trên cái không gian mạng này, đào sâu vào những cái mà chính trị, những chuyên gia mà họ bình luận được rất là hay, nó giúp cho mình có cái sự hiểu biết, các bạn thấy không? Cho nên nhiều người ở trên này mà khi mà tôi chia sẻ đó, họ 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 lại rất là bực mình tại sao chính sách ngoại giao của Mỹ với Việt Nam thân thiết như vậy mà lại tôi thì lại lại giống như là mình phân tích một cách nó trái chiều á, nó họ bắt đầu họ bức xúc và họ chửi, là chửi tôi à, cái vấn đề đó thì bình thường thôi, tại vì cái tánh của tôi mà tôi sống với thằng Mỹ thì tôi thấy sao tôi chia sẻ vậy thôi. Các bạn biết chính sách ngoại giao của thằng Mỹ mà nó siêu lắm, nó là cái thằng siêu để đặng mà nó gọi là nó manipulate người ta, nó làm cho người ta tin theo những gì của nó rồi đi theo nó. Các bạn biết nó sang Việt Nam hiện nay nó rất cần Việt Nam các bạn, cái vấn đề chiến lược của Việt Nam ở trên cái biển Đông đó, nó có những cái sự tranh chấp trên đó mà Việt Nam dành những cái ưu thế rất là chiến lược về trong lịch sử về biển Đông như vậy nữa, mình có những cái bối cảnh lịch sử được chứng nhận là biển Đông của Việt Nam, nhưng mà tụi Mỹ chính sách ngoại giao của nó thời ông Nixon đó, nó tăng bốc cái thằng Mỹ lên để nó để cho cái thằng ố nó tăng bốc Trung Quốc lên và để cho thằng Trung Quốc nắm được những cái vị thế mạnh, khiến bây giờ thằng Mỹ nó bị mất quá nhiều quyền lợi ở ở biển Đông với lại ở châu Á, mà nó bây giờ nó bắt đầu nó lo lắng cho đồng minh của nó là Nhật nè và Đài Loan. Các bạn biết tuy rằng Đài Loan không phải là một đồng minh chính thức nhưng mà nó có những cái ký kết về vấn đề bảo hộ à, cho nên bây giờ nó thấy như vậy thì nó chỉ có ông Việt Nam mình mới đủ sức để gọi là răn đe được thằng Mỹ thôi. Các bạn nên nhớ như vậy. Nếu nói về vấn đề chiến lược, các bạn biết Việt Nam mình có cái vịnh Cam Ranh, chỉ cần mình phát triển kinh tế mình hiện đại hóa quốc phòng thôi, là tôi nói chị các bạn mình hiện đại hóa quốc phòng ở vịnh Cam Ranh thôi là thằng Trung Quốc nó té đá trong quần chứ không phải giỡn, tại vì cả một hệ thống quân sự chiến lược của nó nằm ở đảo Hải Nam mà trong tầm ngắm của vịnh Cam Ranh, thì các bạn nghĩ đi, Việt Nam mình mà ngoại giao mà thằng Mỹ nó thấy vậy đó, nó cũng vô nó ngoại giao Việt Nam mình nâng tầm chiến lược lên thì cũng giúp nó rất là nhiều. Và trong cái tương lai chỉ cần mà nó đáp máy bay hay là tàu chiến của nó vào đó và nó oanh tạc thằng Trung Quốc là cũng mệt xỉu rồi các bạn đấy, cho nên nó những cái chiến thuật nó đi không phải giống như những người dân mà tầm thường mình suy nghĩ nổi đâu, nhưng mà ngoại giao người ta hiểu, người ta cũng phải giấu kín, người ta cũng phải âm thầm, cái đó là vì lợi ích quốc gia dân tộc. Còn những người mà người ta làm ăn, mà người ta nghiên cứu trên vấn đề chính trị thì người ta thấy được những cái mặt trái của nó. Thằng Mỹ mà dân mình thì tại vì cái cuộc sống của mình nó càng lúc nó càng thay đổi thì mình thấy những cái chính sách ngoại giao của Mỹ nó nâng nâng tầm chiến lược lên như vậy đó, thì bắt đầu người dân cũng hớn hở. Nhưng mà anh chị em nên nhớ đó là những cũng là một cái âm mưu rất là nguy hiểm chứ không phải giỡn đâu. Tại Việt Nam mình là một gia một đảng, nó không phải giống như là những cái quốc gia đa đảng, những cái cuộc chơi chính trị đầy thủ đoạn từ nó, những cái cuộc chơi chính trị đầy thủ đoạn của những cái quốc gia đa đảng nó bị dân ghê gớm lắm. Còn mình là một đảng như vậy, các bạn thấy khi mà thằng Mỹ nó cho ăn cái bánh vẽ như vậy đó, cái người dân họ họ khoái quá đi, cái gì cũng Mỹ không à, mà bị sao bây giờ về chính sách mà Việt Nam mình có cái gì mà không có hài lòng với Mỹ đi, nó quay qua ở đầu nó châm chọc đấy. Các bạn thấy tại sao là những cái cuộc cách mạng mà nó nổi lên ở những nhiều quốc gia trong những năm qua đó cũng là những cái chính sách mà hàng Mỹ nó qua. Lúc đầu thì nó đi sâu vào tâm lý của người dân, nó lấy được lòng của người dân, các bạn thấy không? Đây, nó ủng hộ chính phủ thế này nọ, cái làm cho người dân họ mê muội và họ phái. Hello
chào chị các bạn trong diễn đàn nha. Thì người dân học phái đi thì bắt đầu họ theo các bạn thấy bắt đầu đi, nó bắt mũi người dân, thì nó tạo bắt đầu từ từ nó tạo ra trong những cái người mà ngay cả hệ thống mà của chính chính phủ nữa. Các bạn biết hồi thời ông Saddam Hussein cũng vậy, khi mà nó nghịch với ông Saddam Hussein rồi đó, các bạn biết nó mua chuộc mấy tướng lãnh của Saddam Hussein, cho nên người cả thế giới người ta nhìn người ta thấy nó gọi là nó tấn công Iraq á, nó đi dọc đường á chẳng có đụng một cuộc chiến nào trơn, tại mấy ông tướng lãnh á nó mua chuộc hết trơn, ghê rồi. Các bạn thấy nó mua chuộc Mỹ, nó cứ lái xe xông pha nó đi tới thôi, chỉ có một số các nhóm du kích nhỏ lẻ phản công thôi, còn bao nhiêu là nó mua hết, nó mua chuộc, nó từ 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 nó ngấm ngầm và nó làm cho xáo trộn với chính trị, chứ không phải giỡn đâu. Đó là những cái gì mà tôi sống với thằng Mỹ, tôi thấy cái cách làm việc của nó, cái chỗ chính trị của Mỹ nó thủ đoạn ghê gớm lắm, cho nên trên cái không gian mạng này nhiều khi những người mà dân của mình trong nước rồi lên mình chia sẻ những cái mặt trái thì họ 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 cảm thấy rất là bực tức. Họ khó chịu thì bởi vì họ thấy rằng tại sao chính sách ngoại giao của Việt Nam trên cơ sở gọi là lý thuyết thì rất là tuyệt vời các bạn thấy không, nhưng mà đường 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 dài và đường xa nó còn nhiều chông gai lắm chứ không phải giỡn. Với lại những cái trò chơi của thằng Mỹ, tụi nó chơi nhiều cái trò bẩn thỉu lắm, tại vì đời những cái đời tổng thống này nó lên nó làm việc theo cái nhóm lợi ích của nó, còn những cái đời tổng thống khác nó lên rồi nó lại thay đổi theo những cái cách làm của nó, theo những cái quyền lợi của những cái nhóm tài phiệt lợi ích của nó khủng khiếp lắm, chứ không phải giống như các bạn nghĩ đâu. Nhưng mà tại vì người dân của mình mà gọi là hiếu khách, thì khi một ông tổng thống mà qua vậy chèn ơi truyền thông tin tức đưa lên hầm hầm hao luôn, tôi thấy nó vui vui. Nhưng mà các bạn thấy những cái quốc gia như Trung Quốc hay Nhật Bản, ngay cả Đài Loan hay là Nam Hàn đồ gì, họ dân trí của họ cao lắm, họ đâu có làm gì đâu, tin tức truyền thông của họ bình thường, họ chỉ bình luận về chính trị thôi, tại vì người dân của họ đã có cái sự ý thức hiểu biết rất là cao, họ không có sính ngoại và ca tụng về vấn đề mà khi tổng thống Mỹ mà tới quốc gia của họ là truyền thông báo chí rồi mở kênh YouTube rồi Facebook rồi Twitter rồi channel tiếng ông Việt Nam của mình, tôi nói thấy gầu luôn, thấy thấy kiếp thiệt chứ. Ôi, quay quay từ khúc từ đoạn rồi người dân gần xe đón chào rồi những cái đoạn đường đi qua rồi nào là xe cộ phi cơ máy bay rồi những cái lính Mỹ rồi những cái cách mà phục vụ từ nhà hàng ăn uống rồi chỗ ăn chỗ ở rồi tổng thống đi đâu rồi mấy ông truyền thông, mấy ông mà YouTuber rồi mấy ông mà trên Facebook nè mang rồi ca ngợi, tôi thấy nó vui vui mà nó làm sao đi á. Nhưng mà ở những quốc gia phát triển người ta dân của người ta các bạn để ý đi, các bạn để ý mà tổng thống Mỹ mà đi họ bình thường thôi ha, và truyền thông họ chỉ bình luận về vấn đề mà ngoại giao, về vấn đề chiến lược, về vấn đề kinh tế, đạt được những cái gì và lợi ích gì cho quốc gia của họ thôi, chứ dân của họ họ không có ca tụng giống như Việt Nam mình đâu. Chứng bệnh chỉ có bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.